Bảo nhang Phước Úc khởi tương yên, nhan giả chí thành đăng bảo an nguyện cầu đệ tử bình an ni, Việt Nam thủ nền an vương thất ni, chuyển pháp luân ni, Nhật tăng huy kim niên kim nguyệt nhật thì đệ tử tâu quỳ Phật thánh mười phương, nước khói hương trên đàn giải thoát, thoáng mùi hoa ưu bát thơm bay. Nam mô Phật ngự phương Tây sen vàng y chói chói hiệu Phật này gì y đà ngự trước tòa lưu ly bảo điện Phật dưới trên cửu long ý phun thủy quỳnh tiên ca ý đàn đức tòa thì ngai vàng sợ sợ ơi phóng hào quang rực rỡ vân niên đi
tiền tả hữu ý. Bồ Tát Na Tăng Thiên Già Na Đức Hộ Pháp Ma Di Đà Thiên Tướng Vận Thần Thông Thiên đình
Quán Thiên Công Chúa Quế Quỳnh đôi bên, hội Quỳnh Tiên khăn điều, áo thắm trốn quảng ngàn, nội cấm vào ra cần môn tứ vị vua bà, công đồng thánh mẫu tam tòa, chúa tiên đền sòng sơn địa tiên, đền sòng sơn thờ địa tiên vương mẫu, chốn phủ dày nổi dấu thiên hương tình mời, thánh mẫu đệ tam xích lân lòng nữ ngự đền y thoải cung, năm quan hoàng tử tuần sắc rồng, trấn thủ năm phương quản cai, sơn hải đại sang đông cuông tuần quan thường ngàn tối linh, tả mời hành khiển đương niên hiếu mời đương cánh, thành hoàng tổ an ý cai tiền hậu lai, lê triều thượng tướng yeah.
Bồ Đề Nhất Thiên Tiền, Thành Vân Công Chúa Thượng Thiên Ngự Đồng. Văn các thơm cùng đất phù xì an thanh thông kề điểm tiền bàn cốt cách thanh tần hình dung, cốt cách thanh tần mười năm định ra hồn nhân sướng tùy lượng nhân gia nhiệt pháp sinh mong ngân chư phật đàn đồng các sau văn kỳ sư kết tường vân thành nhị ngôn vân chư phật đường toàn thân nam mô dương vân thánh bồ Loan Thánh Giá hồi đúc. Thánh Điện cung kính mời Mẫu Đề Nhị Địa Tiên xin thanh trong kỳ sau mưa xuân. Chốn đồi ngang là nơi phố cát, vẹn một bầu gió mát chẳng thành danh danh đôi bát cảnh danh danh lâu tần xanh với thì hành hôn so sụp liễu lô bách thông đàn suối chim đành hành suối nhật chi kỳ trên tiên cung định nhật chi kỳ sẽ là đòn dược mong vì tiên cung định nhật chi kỳ trên tiên cung định nhật chi kỳ sẽ là đòn dược mong về tiên cung đàn xuống nghe chim đành hành xong rồi oanh nhờ là thánh tiên cung kính mời mẫu để nhị địa tiên sinh thành nghe chim nhìn nở đông phương A Di Đà Phật diễn đàn hàng ngàn lô nhiệt minh hương gia du tử mẫu lưỡng vô hương hòa nội đắp thanh lương trí tâm kim cương nhất chủ biên tập phương nam mô hương cúng rằng bồ tát ma tát nam mô hương cúng rằng bồ tát ma tát nam mô hương cúng rằng thanh mẫu đệ tam cung thỉnh mời thanh mẫu đệ tam xích lân lòng nữ ngự đền lan phong tiên si sơn kết loan phần thảo mai tiểu thiết đem lòng sao sách thảo mai đem lòng cháo trở mẫu đệ tam cung thỉnh mời thanh mẫu đệ tam A Di Đà Phật giới định chân nhang vần khởi xung thiên tượng tiền thành nhiệt tại kim lô phong khoảnh khắc nhân huân thực biên mạng thập phương nhất nhật gia du miễn lại tiêu tai chướng nam mô hương cúng rằng bồ tát ma tát nam mô hương cúng rằng bồ tát ma tát nam mô hương cúng quang long nhan thập từ diệu mẫu vì chư từ xương nga tích tăng tung giảm kim thật hoàng lần gần thành chưa tin trung đường xa là
gian thần giả từ bi ngăn chúng sinh cô ngàn kim đỉnh để tài hoa thành huy thiên tôn sẽ loan thánh giá hồi cung tiến cảnh bầu trời bầu lan tiến cảnh bầu trời gió nam thoáng thoảng tay ngàn đảo trên thiên đảo đồng bay nắm vẻ rơi biển nam kia thế chúng tình tâm gian người đánh thiên quốc phủ thế Việt Nam chân đi lên đế vương kế đế chỉ định thiên trời tất mặt địa danh tất mặt địa danh thiên trường tất mặt địa danh sơn hà dục tú trung liên khám thì ngoài man di quý huy cung phục trần hoa đồng hồ đức tôn tâm thượng quỳnh quân hà nương thần ngư thủy long vân tao hùng hồi tiên phong hà thanh hải yến thời phục sinh xuất hiện nam phương tưởng gần ai đại lưu quang ai đại lưu quang tưởng gần ai đại lưu quang hoàng thiên tích mệnh nam bang giáng trần ứng mộng lý tán tuần xuất thế hát định sinh trần bình tô vương dương vi đưa mạo thượng vương khởi phong nhất phương nỗ lực khởi phong nam quan báo cấp trung này kiếm văn phạt quyền thần thì năng tăng dịch lưu dần phụ tặng giàn đàn bách quan thủ tâu thiên nhàn nề tấu thiên nhàn bách quan thủ tấu thiên nhàn cử trần tướng tiên tiểu an giặc đồ an tôn hạ long chu bước tứ triều đắc xoài đại cử tiền phòng phủ sai chiêu bạch kỷ trùng chiếu mệnh cửu trùng phục sai chiếu mệnh cửu trùng linh ban kiềm ấn tiền phong khởi hành thống bản binh tổng kiểm tiến chế quản trừ tào nghệ chi đặng giản tử sai thủy trận ba toàn Thank you.
sái tiền đèn đành khai quang long nhan thập cờ diều đức ông chiếu từ trung án thích tăng công rằng kim tân hạt lần cần thánh chúa tin trung ngực ca lăng tất gia ân từ bi vẫn chúng sinh cố cả nghiêm định đề dòng nhang khai quang thập vì diệu thánh ông về chứng đàn duyên tài mã dân nên kim ngân tài mã dân nên đức ông tâu đôi chép biên rõ ràng khi cho thì tuổi chưa sinh văn sứ dân lên thương tài văn sứ dân nên đức ông tâu đôi chép biên rõ ràng khi cho tôi chưa sinh nhà phu quê khăn linh thọ thường vì cho sức mạnh đôi đường cân y dâng lên thanh đồng con cân y dâng lên trước trình và thanh sau trình vua ra trình đến tư không nhang hạ bút chu phê chữ đen ông bỏ chữ đỏ ông phê phê cho đệ tử bình an sau này mạnh giỏi được sang được giàu độ cho hương thịnh bền lâu dâng cánh sớ hồng đôi tay dâng cánh sớ hồng trình trước công đồng Phật thánh chứng minh đệ tử có sự tâu trình xuân thế nghi
định sinh dần thì tôn vương dùng nghi tước tạo được ốc đường quê trường đi vòng đồng lương đại tài thành ra hồi cung nơi chẳng thị mở mang nam hải đức ông đệ tàng người dòng dõi kim chi ra ba chi kỳ báo phê ra ba chi kỳ giáp ma chi kỳ bao phen giáp ma chi kỳ đã bình tham đảm ra hồi cung ngát một nhà bông mê lan thương ngát một nhà thiên vị cánh lộc ngưng đến ngày nở hoa chờ ra hồi cung cái gọi đại hoàng nguyên xưa có đôi tên gọi đại hoàng có đôi nhà sắc nghe nít nàng nề nhung nhì sao ban thanh gia hồi cung mưa sông xa cứ bị tơ mờ có thói cô bé năm lá cờ vua ban sao ban thanh gia hồi cung đông nôi đền thờ cầu lập ở hướng đông nghe đền thờ cầu bé cửa ông trèo ra hồi cung chúng mừng dân văn tam kỳ chúng mừng tam quan chiếm bao lăng thế giới vầng nguyệt soi tới đời nam thiên đình mộc nguyệt vô nghiêm điện phóng kinh nguyệt vô biên gió thu diêu dặn đời chuông trình niệm đáng nhớ xưa mi tích cũ trốn lạc châu thì khi trung linh đồng cuồng công chuông xa sinh đồng cuồng lên công chuông xa sinh sáng vào lãnh tộc mềm phúc lành quyền cao điện xa uy màn trao mi giới chữ chúa giáng trần thoáng thoạt mười nhang hồng hào sang khắp bốn phương hồng hào sáng khắp bốn phương bình sinh thiên chúa ai đường sánh bì vì so bằng tím môn ngọc bề nét đan thanh ai vẽ cho in gồm lo đức tinh dùng nghi thank you.
diễn hóa vô biên. Phàm trần ai biết phép tiên ẩn hình, đồng quương sơn thủy hữu tình, chứa thường chắc dáng hiện hình bách ban, danh tiên chúa trên ngàn đồng đầy hoa phép màu đã dày thật ngoài. Thank you.
trang tính tình măng trứng măng giàng măng tre măng nữa cơm lam trà ngàn tình hay dùng ai đi Phật quan sát kỳ chứng minh chưa vương chưa bán sơn bình cùng là công chúa anh linh đạm đề đào là bát bồ sơn giang các quách các lông các làng nơi rừng ơi rừng đông tương ban lộc lạc sơn sông hóa vang lừng khắp nơi hà gian bảo là an toàn sơn lâm châu thổ chú về chứng đàn duyên nga đến tầm cúng giang thì phục hòa tân tật thánh chúa thiên trung vương kiều sinh quá là xinh người sinh cảnh cũng hiếu tình người sinh cảnh cũng lung linh khác cao số cả tìm về đến đây mầm chào trời về nơi dâng lên chất sinh phật thánh sau thì vương cha thì lên tam tư phủ công đồng sang bóng quý thỉnh mời chúa loan giá từ chung phật áo trình thành kính con dâng bà sạc lúc linh trong tình chúa đẹp làm sao đang đắng người thiên nữ đang bay bay về bàn đêm đây giang giang người thiên nữ đang bay bay về bạn đến đây chưa mới tan ra bốn phương tụ họp để đã thắng ngày ban cho đồng thì tốt luôn hồng lộc cho lắm vì đây cho nhiều ban cho dài nhất đáng yêu hồng lộc cho nhiều năm ngoái năm xưa thanh đồng thơm nhang thánh phục thừa ba mươi một bột mười tư hôm sầm ba mươi một bột mười tư hôm sầm
ban phát cho thế gian được nhờ người trần gian có đôi ơn tiên chúa đời đời huyền không dám đơn sai nhất tâm một lòng đồng con hiếu chung bạn đến hôm nay vui hát ca đón chúa bà ngự giàu sang đời đời đẹp cho các hiền nhà nhà giàu sang ra hồi cung các
kép mà vào hỏi găm, ga kép mà vào qua từ bố hạ nguyện hồ tôi. Chưa bòi già ai có công danh huy hoàng. Thưa
dâng lên vài góc lúa làng, thoi xanh ngựa tiến tiến về ngàn xanh, thoi xanh tiến tàn mái trèo hình hài non chùa bạc vàng kim ngân dâng rồi sẽ được bình an thông dung được hưởng lộc trời chúa ban. Ai mà khổ ai chân chuyên trời mõ ta, từ đồng làm đến dân nhang dâng lên cú đối mười phương độ trì, tay dâng nhang nhuộm nhuộm từ đi nước nở hoa bơm mùa
soi cho non nước bốn mùa nở con có đồng này là đồng sam bấm quý thỉnh mời chúa loan giá từ chung mâm trầu trình thành kính dâng lên để thử con văn áo theo hầu trên theo Phật thánh dưới theo đồng thầy dốc một lòng không dám đơn sai đi tới đâu còn đơn hoa sầu suy đi bên rất chiều làm sâu sắc đời đời đến sao các kỳ nhà nhà sâu sắc tài xưa mới ba để ta thắng ngày bạn chờ đợi thì tốt hơn đồng lộc cho lắm vì đây cho nhiều bạn cho dài nhất đáng yêu đồng lộc cho nhiều năm mãi năm xưa anh đâu con nhắn khấn hùng thật 30 mùng 1 14 hôm dần 30 mùng 1 14 hôm dần được thầy quỷ cốc tiên sinh một đời làm phúc cứu dân một đời bà làm phúc
dân mình. Tiên sinh ban phép đặt tên nguyện thổ tìm đường về tới kinh đô ý. Tiên sinh ban phép đặt tên nguyệt hồ tiếng đưa về tới kinh đô. Ê, 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 à. Thank you.
long nhan thập cử diệu quan vi chiếu tư trung áo tích tăng công giang kim thật hoặc lân cận anh chưa tìm trung đường gia lăng tâm gia âm từ bi ngắn chúng sinh vô ngã kim định khai quang tỷ thiên tôn tài mạng dâng lên kim ngân tài mạng dâng lên chính quan đệ nhất quan chép biên rõ ràng vì cho trường sinh văn sớ dâng lên trần gian có sớ dâng lên trình quan đệ nhất chép biên rõ ràng thì cho đệ tử bình an đôi chữ bình an phê trong đôi chữ bình an cửa nhà phố quê khăn linh thọ thường thì cho dũng mạnh đôi điểm khai khai thần nhớm thần nhớm chiếu quang minh khai nhĩ nhĩ thính thanh khai khẩu khẩu thông thiết khai tâm tâm hoan hỉ khai túc năng bộ hành dòng nhang khai quang thập kỳ diệu ban lớn về chứng hình nhân điều thời phục mệnh hoàng thiên phật thánh chỉ truyền giáng thế dương gian quan về mở phủ khai đàn cơ mở trong dòng lớn về cơ mở trong dòng chứng đền nhân phủ cho đồng hôm nay đổ cho trong thuật hàn mây quạt tiên quan lớn về xòe cánh quạt tiên quạt đi nghiệp chướng cho người trần gian độ cho đệ tử bình an sau này mạnh giỏi được sang được giàu độ cho hương thịnh bền lâu cành thông lại nở chơi thông dược dọa bốn bùa phật là đàn hoa bóc vỏ khai tâm ai về bóc vỏ khai tâm khai tâm khai tính cho đồng từ đây đổ cho trăm thúc ngàn bay lương có lớn về cấp thực cấp lương độ cho kỷ phía đời đời an khang độ cho phúc lộc đề đăng cấp thực cấp lương ban về cấp thực cấp lương cấp ngân cấp xuyên cho đồng từ đây độ cho phú quý giàu sang sau này mạnh giỏi được sang được giàu độ cho hưng thịnh bền lâu làm tôi trên theo Phật Thánh dưới theo đồng thầy dốc một lòng không dám đơn sai
khai sáng cho đồng, sau quan lại chứng chứng tâm lòng thành đồ cho đệ tử bình an. Trả trước cho đồng lớn về, trả trước cho đồng bớt đi tơ giới, tâm vào trần gian độ cho bản mình bình an. Trăm linh nhận đồng lớn về, trăm linh nhận đồng trao khăn tứ phủ cho đồng từ đây dốc một lòng không dám đơn sai. Trên theo Phật thánh, dưới theo đồng thầy đồ cho kiểu kia bình an. Dâng lên trình quan đệ nhất quan chép biên rõ ràng phì cho đi được trường sinh. Đôi chữ trang sinh độ cho đôi chữ trường sinh an khang phú quý, lộc tài nở hoa bốn mùa phẳng làm can quan. Mở sổ công đồng có lớn về, mở sổ công đồng ghi tên chép họ cho đồng từ đây dốc một lòng không dám đơn sai. Trước cộng đồng thì Phật thanh chứng minh quan để nhất phê chép chú phê. Phổ khai hồ chứng cho kiểu viên đời đời an khang. Lấy ở sông ngân nước này, lấy ở sông ngân tắm cho kiểu viên đời đời an khang, độ cho phúc lộc đề đà, tưới cho cây xanh tốt bốn buồn nở hoa nước này, lấy ở sông ngân. Nhân được vẹn mười tươi nhân, nhân được vẹn mười tươi cây cây nở, cho đời nở hoa bốn mùa vũ khí bình hòa. Kéo giải quân cầu quan về, kéo giải quân cầu dắt cho đệ tử qua cầu bình an quan về mở phủ khai đàn. Phục thịnh thịnh như lai điệp khai, khai thần nhớn thân nhớn chiếu quang minh. Khai nhĩ nhĩ thính thanh, khai khẩu khẩu thông thiết. Khai tâm tâm hoan hỷ, khai tốt đăng bộ hành. Dòng nhang khai quang thập kỳ diệu ban lớn về chứng hình nhân. Qua cầu, qua cầu, qua cầu, qua cầu, độ cho kiểu viên
đời đời an khang độ cho phúc lộc đề đạt. Ở nhà phú quý khang ninh thọ tường, mở phủ quân cầu rước lớn về, mở phủ quân cầu độ cho cửu nghĩa, đời đời an khang độ cho phúc lộc đề đạt. Được giàu, được sang, được giàu đồ cho bạn mình bình an. Cũng qua
rồng cây cối đổ thành ra hồi cung quên cái người thượng ngàn quan giám sát hiện tại thậm chí thiên địa sắc khâm sai đại.
ngát thật cờ diều khăn ghê chiếu tư trung ăn thích tăng công gian kim thật hoặc lần cần thánh chưa tin chung người xa lăng tâm giả âm từ bi ngát chúc sinh vô ngã kim định khai quang thế thiên tôn gian có sứ dâng lên trình quán giám sát chép biên rõ ràng thì cho đôi chữ trường sinh chữ phu chữ quý mang ninh thọ trường thì cho dũng mạnh khang cường nhơn thần nhơn quang minh chiếu thần gốc năng thông thiết khai thần nhì năng thông định khai tâm tâm mãn nỉ khai thần thúc năng bộ hành khai quang dòng nhang thập ở diệu pháp vì chứng hình nhân mở phủ khai đàn dứt quan về mở phủ khai đàn chứng cho kỷ viên đời đời an khang quan về mở khai cơ mở trống dòng lớn về cơ mở trống dòng chứng đền nhân phủ cho đồng từ nay độ cho trăm thuật ngàn bay xe cánh quạt tiên quan lớn về xe cánh quạt tiên quạt đi nghiệp chướng cho người trần gian độ cho đệ tử bình an sau này mạnh giỏi được sang được giàu độ cho hưng thịnh bền lâu lại nở ra rồng trứng rồng lại nở ra rồng canh thông lại nở trời thông dươm dò bốn bờ phẳng lặng can hoa bóc vỏ khai tâm ngày về bóc vỏ khai tâm khai tâm khai tính cho đồng từ đây đổ cho trăm phúc ngàn bay trăm phúc ngàn bay độ cho trăm phúc ngàn bay sau này mạnh giỏi được sang được giàu độ cho hương thịnh bền lâu cấp thực cấp lương gan ngân bề cấp thực cấp lương cấp ngân cấp xuyên cho đồng từ đây đổ cho trăm phúc ngàn may trăm phúc ngàn may đổ cho trăm phúc ngàn may sau này mạnh giỏi được sang được đầu đổ cho hương thịnh bền lâu làm tôi đệ tử con cắt tóc làm tôi trên theo Phật thánh dưới theo đồng thầy dốc một lòng không dám đơn sai chiếu năm phương gương thật khai chiếu năm phương khai tâm khai tính cho đồng từ đây dốc một lòng không dám đơn sai chải tóc cho đồng quan lớn bề chải tóc cho đồng chải đi cái dối tơ vỏ trần gian độ cho đệ tử bình an mở sổ công đồng và lớn về mở sổ công đồng
chấm lính nhận đồng, quan về chấm lính nhận đồng, sau quan lại chứng chứng tâm lòng thành cầu cho thể thủ bình an. Khăn phượng khăn loan, khăn này khăn phượng khăn loan là khăn tứ phủ, quan trao cho đồng từ đây phúc đặng hà xa. Mở sổ công đồng lớn về, mở sổ công đồng ghi tên chép họ vào trong sổ này, được tiền gắn đến số tử đây, cho đệ tử an ngôi chính vị, lộc về nhiều phú quý vinh hoa, độ cho phúc đặc hà xa. Lấy ở sông Ngân nước tiên, lấy ở sông Ngân đem về mà tưới, cây lộc tốt tươi tươi nhân nhân được vẹn mười. Mở phủ khai hồ rước toàn về, mở phủ khai hồ lấy ở sông Ngân nước này, lấy ở sông Ngân tắm cho kiểu viên đời đời vinh hoa, nước này lấy ở Ngân Hà tắm cho cây tươi tốt bốn mùa nở hoa, nước này lấy ở sông Ngân. Nhân được vẹn người tưới nhân, nhân được vẹn người tưới cây, cây nở cho đời nở hoa bốn mùa phú quý vinh hoa. Tẩy diện cho đồng có lớn về, tẩy diện cho đồng cho mặt hoa ra phấn, đem càng tốt tươi độ cho kiểu phía bình an. Kéo giải quân cầu quan về, kéo giải quân cầu dắt muôn đệ tử qua cầu bình an, quan lớn về kéo giải quân cầu. Tráng kiệt tinh thần định chính, tứ chi ngũ tạng thần thanh khí sáng, vách kim mộ vệ nguyên chấn hoán vị, phúc cơ nhật tiến cấp cấp như luật lệnh.
chảy tràn nỗ tràn lâu một mai nghe có yêu đều đẹp như vẽ phê chiến nhang hạ bút chú phê chữ đen quan bỏ chữ đỏ quan phê phê cho đôi chữ trường sinh dâng cánh sớm hồng đôi tay dâng cánh sớm hồng trình trước công đồng Phật thánh chứng minh đệ tử có số tâu trình quy đủ
tứ phương gia huy chấp chính kỳ cương. Cường lòng nhan thập cờ siêu quan về chiếu tư trung
ngán thích tăng không dám kìm thật hoặc lâm cẩn thánh chưa tin chung nên ai mã dâng lên kim ngân tài mã dâng lên trình quan tam phủ quan chép biết rõ rằng vì cho gì thì chưa sinh sớ dâng lên trần gian có sớ dâng lên trình quán tam phủ chép biến rõ ràng thì cho đệ tử bình an sau này mạnh giỏi được sang được dầu độ cho hưng thịnh bền lâu chiếu quang minh khai nhĩ nhĩ thính thanh khai khẩu khẩu thông thiết khai tâm tâm hoan hỷ khai túc năng bộ hành trong nhang khai quang thập vì diệu quan lớn về chứng hình nhân cờ mở trống rong lớn về cờ mở trống rong chứng đền nhân phủ cho đồng hôm nay đủ cho trăm thuật ngàn may quạt tiên quang lớn bề xòe cánh quạt tiên quạt đi nghiệp chướng cho người trần gian độ cho đệ tử bình an sau này mạnh giỏi được sang được dầu độ cho hưng thịnh bền lâu rồng hạt thông lại đẩy trời thông dược giả bốn mùa vận hạn nay qua bóc vỏ khai tâm ngay về bóc vỏ khai tâm khai tâm khai tính cho đồng từ nay đổ cho trăm phúc hạn bành cho cửa nhà phú quý khang ninh thọ đường về cho giúp mạnh đôi quang về cấp thực cấp lương cấp ngân cấp xuyên cho đồng từ đây độ cho phú quý giàu sang sau này được giận được săn mới được giàu đồ cho phú quý vinh hoa cho đệ tử an ngôi chính vị lộc về nhiều phú quý vinh hoa độ cho phúc đặng hà sa Phật thánh dưới theo đồng thầy dốc một lòng không dám đơn sai trải chuốt cho đồng có lớn gì trải chuốt cho đồng khai sáng cho đồng quan về khai sáng cho đồng cho mặt hoa ra phấn bằng người bằng ta đẹp như nụ nở hoa cười chải tóc cho đồng quan về chải tóc cho đồng chải đi cái rối tơ vỏ trần gian độ cho đệ tử bình an cho đệ tử an ngôi chính vị lộc vì nhiều phú quý vinh hoa độ cho yên cửa yên nhà xâm phương khăn loan khăn này khăn phượng khăn loan là khăn tứ phủ quan trao cho đồng độ cho đệ tử bình an
chấm lính nhận đồng, quan về chấm lính nhận đồng, sau quan lại chứng chứng tâm lòng thành độ cho đệ tử bình an. Mở sổ cộng đồng có lớn về, mở sổ cộng đồng ghi tên chép họ cho đông, từ đây dốc một lòng không dám đơn sai, được yên căn yên số từ đây, sau này được giỏi mà được sang, được giàu độ cho phú quý vinh hoàng. Phục mệnh hoàng thiên tiểu thời, phục mệnh hoàng thiên Phật thánh chỉ truyền, giáng thế dương gian quan thể bảo phủ khai đàn, thiên địa thoải nhạc tôn quan tấu chỉnh, tấu lên cho tới thiên đình. Lấy ở sông Ngân nước tiên, lấy ở sông Ngân đem về bà tưới, cây lộc tốt tươi tưới nhân, nhân được vẹn mười, nhân được vẹn mười tưới nhân, nhân được vẹn mười tưới cây, cây nở cho đời nở hoa bốn mùa phú quý vinh hoa. Về phải hết bụi trần thành cao, rồi dài mười phần thành cao, kéo giải quấn cầu quan về, kéo giải quấn cầu dắt muôn đệ tử qua cầu bình an, độ cho đệ tử bình an. Qua kiều thân cung tráng kiện, tinh thần định chính tứ tỳ ngũ tạng, thần thanh khí sáng vách linh hộ vệ, nguyên trấn hoãn vị phúc cơ nhật tiến, cấp cấp như luật linh. Qua kiều trong ngách từ tay, độ cho kiều viên đời đời an khang, cấp cấp như luật linh. Mở phủ quân cầu có lớn về, mở phủ quân cầu độ cho cửu viên đời đời an khang, độ cho trăm thuật ngàn may. Khoan thai
quan dòng giả. Chiết nhang là bút phê sai, cả phiền chư tướng đáo lai hộ chỉ tả sai bị bộ binh chỉ. Hạ bút chư phê chiết nhang, hạ bút chư phê chữ đen quan bỏ, chữ đỏ quan phê phê cho đôi chữ trường sinh. Đôi chữ trường sinh về cho đôi chữ trường sinh, chữ vũ chữ quý Khang Ninh thọ trường về cho dũng mạnh đôi đường. Dũng mạnh đôi đường về cho dũng mạnh đôi đường, xuân thời cầu lộc thu đông cầu tài, ba tháng hè giáng phúc trừ tài. Quan lớn về điểm chỉ ghi tên, sau quan lại chứng chứng tâm lòng thành độ cho đệ tử bình an. Lễ bạc tâm thành chúng con lễ bạc tâm thành, thế gian không biết lỗi lầm từ đâu vậy nên viết sơ lên tàu. Viết sớ lên tàu vậy nên viết sớ lên tàu, viết sớ làm điệp và tâu cho tường, tâu cho tới cửa trang vườn. Sinh an khang phú quý lộc tài lộc hoa môn mùa phẳng lạc can quan. Hạ bút trung phê triển giang, hạ bút chu phê chữ đen quan bỏ, chữ đỏ quan phê phê cho đôi chữ trường sinh. Dâng cánh sớ hồng đôi tay, dâng cánh sớ hồng đệ trước công đồng, Phật thánh chứng minh đệ tử có sơ tu trình. Chuyền treo mây
ngược thác nào thác mê lại thác khuấy đi khuấy mê khuấy súng có khi thác tin anh chú lại đi xìa vai sông lục đầu sông lang thường cầu sông đuống sông Thái Bình chảy xuống Kim Môn sáu sông trấn cả Càn Khôn theo dòng thác cái đổ dồn về xuôi quân reo nói cười rong dài nên tiếng chuông cổng lừng cả muôn nơi lòng chú sương bẻ lên rời lên rừng xuống suối xa khơi quan về muôn đạp sông cồn nước tuôn đôi ngả lại trở về sông mọi hút mọi lao tam giác tứ thị kẻ giáo quan thử về sông Quê Sơn về miền xứ lạ sông Kỳ Cùng lại láng dòng xanh đào trời các độc tam thanh bắc kề ba tính về thành Chi Lăng lộng gió rào khắp nơi thành đồng thiên thai có phen ngữ cảnh thiên đài tờ tiên một phát văn bài điểm tình có khi sang đồng đình điền tiên lại trở về trời bên sông tranh sương yến ẩm ban hành kim cung thơ phú so tranh đi mỏi tai tiệc tan rồi ngài sai các tướng xoay thuyền về nhằm nước Lạch Giang truyền cho quân sĩ hai hàng buông chèo ấp lái rước quan lên bờ nào tàn lòng quạt cờ đón dương quan thùng dùng mới bước chân ra ban hồi trông phách kèn loạn rước quan lên tiểu ngự giang đi tòa bà trong đền vàng quý quang rực rỡ ngoài sân rồng hớn hở trước sau văn quan võ tướng theo hầu lân dần hổ phục lòng lâu thường uy xưa phất lệnh phò quy đi cứu phố lệnh căn cùng chứa đổ an thân trời kia muốn đổi cơ trần thực quân gian cốt đem quân làm an nhân khánh tiệc lóng giai thủy tế khắp bốn phương tứ bể lừng vàng
trống rung chiêm thúc nhẹ nhàng, ba ngàn tiết nữ dịu dàng sinh ca. Trên lòng ngài vua trang đi giang ngự, dưới sân rộng thứ tử bách quan, khấu đầu lại đức thiên ngàn, sơn phùng vạn thủy an khang thọ trường. Đức mẫu vương trong lòng hoan hỷ, mới sai người lĩnh chỉ chuyện ban, cho mời thái tử vương quan kíp vào bái yết lòng nhàn bề rồng. Ngay tức thì bạch long đi dè sóng, có một người quặn thước dụng đi, cán rồng dầu hổ mặt ly, tay cầm đôi ngọc lưu ly quan ước vào. Nhận tư lệnh binh phù cứu ra, ngược hồng hà lên tới vương châu, quân doanh đấu tại lục đầu, chân qua bạch hạc sông cầu sông lô. Kiếp quân phán nhất hôm đi a ưng, bậc tự tài chi sung kiến cường, thần cơ diệu kế ai đường, ba ngày quét sạch thục vương loạn thần. Quân xâm lược tức thì tan tác, đều sợ uy kiếm pháp hùng oanh, đường đường là quốc sĩ vô song, trổ tài xung trận đại phong đẩy đình. Ta tiệc rời đi chơi thoải phủ, dọc cân đài ao cố quỳ, thành ra hồi cung đẹp bản lan cung thịnh mời quan đệ tử con rồi hai nữ tiền cung.
quang long nhan thập cờ diệu quan về chính tư chung ngã thích tăng công gian kim thật hoàng lân thần thánh chúa tiên trung bồn tài mã dâng lên kim ngân tài mã dâng lên quan kỳ tông đôi chép biên rõ ràng thì cho chờ xây sớ dâng lên trần gian có sớ dâng lên trình quan đệ tử chép biên rõ ràng độ cho đệ tử bình an sau này mạnh giỏi được sang được giàu độ cho hương thịnh bền lâu mở trống xong có lớn về cờ ở trong xong phong tình tình như lai điểm khai khai thần nhơn quang minh chiêu khai thần khẩu năng thông tiên khai nhị năng thông thính khai thần tâm tâm man nỉ thần tốc năng bộ hành khai quan dòng nhan thập cờ diệu quang thì chứng hình nhân bệnh hoàng thiên điều thời phục bệnh hoàng thiên phật thánh chỉ truyền giáng thế dương gian quan về mở phủ khai đàn thiên địa thoải nhạc tôn quan tấu chỉnh tấu lên cho tới thiên đình xòe cánh quạt tiên quan lớn về xòe cánh quạt tiên quạt đi nghiệp chướng cho người trần gian độ cho đệ tử bình an sau này mạnh giỏi được sang được giàu độ cho hương thịnh bền lâu rồng trứng rồng lại nở ra rồng hạt thông lại nảy trời thông dược già bốn mùa phú quý vinh hoa bóc vỏ khai tâm ngày về bóc vỏ khai tâm khai tâm khai tính cho đồng tử này bổ cho trăm phúc ngàn bày thực cấp lương quan về cấp thực cấp lương cấp ngân cấp xuyến cho đồng từ đây độ cho trăm phúc ngàn may lá trầu là tấm lòng son quả cầu vĩ tượng ta có dân trình ngài về thấu đối phận mình làm tôi từ đây cắt tóc làm tôi trên theo Phật thánh dưới theo đồng thầy dốc một lòng không dám đứng sai khai sáng cho đồng quan về khai sáng cho đồng khai tâm khai tính cho đồng từ đây đổ cho trăm phúc ngàn may chút cho đồng có lớn về trải trước cho đồng khai tâm khai tính cho đồng từ đây bước đi tới với tâm rồi chút cho đồng có lớn về trải trước cho đồng bớt đi từ rồi tâm vỏ trần gian đổ cho bản mệnh mình khăn vượng khăn loan khăn này khăn vượng khăn loan là khăn tướng phủ quan trao cho đồng độ cho đệ tử bình an cho đệ tử an ngôi chính vị lộc về nhiều phú quý vinh hoa độ cho yên cửa yên nhà mở sổ công đồng có lớn về mở sổ công đồng ghi tên chép họ vào trong sổ này được yên gắn yên số từ đây
khai hồ lấn về mở phủ khai hồ, lấy ở sông ngân nước này lấy ở sông ngân, tắm cho cây tươi tốt bốn mùa nở hoa nước này lấy ở ngân, tắm cho kiểu viên đời đời vinh hoa đổ cho phúc lộc đề đàn. Nhân được vẹn mười tưới nhân, nhân được vẹn mười tưới cây cây nở, cho đời nở hoa bốn mùa vui vinh hoa, cho mặt hoa ra phấn xem càng tốt tươi độ cho kiểu kia bình an đề. Sau này được giàu được sang được giàu độ cho phu phi vinh hoa. Kéo giải quân cầu quan đề, kéo giải quân cầu dắt muôn đệ tử qua cầu bình an đường đi dẫu có gian nan. Qua cầu tay ách giặc độ cho kỷ viên bình an, đôi chữ bình an độ cho đôi chữ bình an, cửa nhà khang thái phúc lai thọ trường độ cho phúc độc đề đàn. Mở phủ quân cầu lớn về mở phủ quân cầu độ cho kỷ viên đời đời an khang độ cho phúc độc đề đàn. Trường sinh về cho đôi chữ trường sinh hằng khang phú quý lộc tài nở hoa bốn mùa phẳng lặng can qua. Trên mười phương trên trời dưới đất nơi hoàn thông chi đạo Phật trên bàn cầu ai bắt sông ngân nhịp hàng tinh đầu qua lớn bày xa ngang nghỉ ngờ chơi sao chơi sao xa lạc đắc nơi y diệu cùng bầu đại cát đi kinh quan bắt đầu ngũ hành nhị thập bát tu thiên nở đình thì hà sa mới đầu qua quan Nam Tào cùng quan Bắc đầu sổ trần gian lão Âu chép đi.
hiền. Ai người hiếu thần thảo hiền, tu nhân tích đức chép biển rõ ràng. Chư ta sắp quỷ quan tuần tranh hùng, cảnh thiên thai quan tuần đi xa ngừ nghinh khắp nơi. Thank you.
hương lâm nhan thập cờ diệu quan tuần chiếu từ chung ngã thích tăng công dâng kim thần hoặc lập thần đành chương tín trung ngân thiên đội vạn cơ lệnh truyền thiên đội vạn cơ quan tuần bây giờ chắc dáng anh linh trước là bảo hộ dân tình sau là truy chóc và tình bèn đầy uy ra trần thế biết tay phong tình tình như lai nghiệp khai khai thần nhờn quạt mình treo khai thần khẩu năng tàu đen khai nghị năng thông linh khai thần tâm tâm man nỉ thần tốc năng bộ hành khai quan dòng nhàn thập cờ diệu quan thuật chức mã vật sông Tranh.
tráng sĩ tài danh tu theo thiên
công khai cho học đạo được thông, khai cho đồng được trí tuệ thông minh, khai cho song nhớ được tình được thường. Bảy con nguyện tiếp đường công đức, tu thiện duyên nơi cõi tục lầm than. Xin đồng nhỏ phước thiên nhan, cho con được hưởng bình an tháng ngày. Trời ơi, ông trở ra đi, cười tướng bạch hổ lên trầu thượng thiên mạnh ra hồ cung. Đông đình con vua cha bắt hải đầu đình, điều tiên quan điều thất nên kỳ dành ra hồ cung. Điện sông hôm mai em vui vẻ ngồi đền rồng, châu chơi phủ tia công đồng vào xa. Sư sổ tam tòa khăng khăng, châu ba đế nhất sư sổ tam tòa, lên đền tiên chúa quy hòa. Sao lăng thanh gia hồi cung, tiền thánh thường ngàn dân văn tiên chuông trên. Công tuần quan ninh sáng đi chứng đầy, ở trên ngàn gió cuốn dung thầy ý ta. Tiếng đồn ai
luân sấm giáng cửa bể mưa tuôn đầu hình ra châu phượng à mắt đi phượng lắm lanh nhỉ ốc hương ngô cá giò đem đủ mùi
đồng sang bóng quý. Thỉnh mời chầu Loan giáng đường vui, bấm chầu trình thành kính dâng lên. Nhà nào cũng giàu sang, đôi chân người đã bước tới đâu, gieo mầm nhân nghĩa bắc nhịp cầu vinh hoa, đẹp như sao bắc cầu vân hà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.